thích dùm em tại vì sao mà giá chênh lệch vậy hả shop? Đúng rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho cái câu bạn cái câu trả lời như vậy. Ví dụ như là giữa mâm X1R và mâm Racing Boy đi ha. Thì cái mâm X1R này á, thì của tất cả là đều của Trung Quốc sản xuất hết nha mọi người. Nhưng mà thay vì công ty Racing Boy là nó sẽ đặt Trung Quốc làm rồi nó chuyển về Malaysia rồi nó mới xuất về tới Việt Nam mình, thì giá của nó sẽ là cao hơn so với giá của X1R là nhập trực tiếp từ Trung Quốc về tới Việt Nam mình luôn nha. Mà bây giờ hầu như là mâm Racing Boy bán chậm hơn X1R rất là nhiều nha mọi người. Cái đó là mình bán thường xuyên và mình biết nha. Nhưng mà với cái giá mình có, đúng là giá nó chênh lệch nhau thì có thể Racing Boy là nó sẽ rơi vào 2 triệu mấy. Nhưng mà X1R nó có 1 triệu mấy thôi. Thì nó cũng đơn giản là cũng gần như nhau thôi. Nhưng mà giá thành nó rất là chênh lệch với nhau rất là nhiều, coi như gần là một nửa. Nên là họ sẽ lựa chọn mâm Racing Boy, à, mâm X1R nhiều hơn nha. Vừa tầm tiền của người ta. Còn Racing Boy thì chất lượng có thể nó sẽ tốt hơn một xíu thôi. Nhưng mà X1R nó không có kém đâu nha mọi người. Hàng Việt Nam mình tiêu thụ hàng X1R rất là nhiều. Ví dụ như là một công mình về, một ngày mình có thể về vài xe tải X1R. Nhưng mà đồ Racing Boy thì nó lại không cung cấp đủ cho Việt Nam mình bán. Đâm ra bây giờ toàn bộ thị trường Việt Nam mình là hầu như xài X1R. Ví dụ không thích cái mẫu này thì người ta có thể bỏ đi được để người ta mua những cái mẫu mới về đó mọi người. Nên là giá thành nó rất là rẻ so với Racing Boy rất là nhiều.